Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là đến thời điểm này thì đồng bằng Bắc Bộ đã giảm mưa và trời hưởng nắng. Nhiệt độ trên toàn khu vực dao động ở ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Thời tiết đang ở trong những ngày khô ráo, thoáng mát của mùa thu miền Bắc. Tuy nắng đẹp là vậy, nhưng những cảnh báo về tia UV cao gây hại cho con người vẫn được đưa ra. Cá biệt là tại Sapa hay là Quảng Ninh, tia UV thường xuyên ở mức từ 8 cho đến 10 là mức gây hại rất cao đến sức khỏe con người, có thể gây bỏng da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng liên tục trong vòng 10 phút. Vì thế, khi lưu thông ngoài trời thời điểm giữa trưa thì quý vị cần bôi kem chống nắng, đeo kính râm và có các biện pháp để bảo vệ sức khỏe. Ban trưa nắng nhiều, nhưng đến chiều tối khu vực lại có mưa dông mạnh kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất vùng núi, đặc biệt là tại Điện Biên hay là Sơn La, Lai Châu, gây nguy hiểm cho cư dân. Quý vị cần đặc biệt lưu ý. Còn nằm ở vùng Bắc Bộ, vì thế tại thủ đô Hà Nội trời cũng khô ráo, mây thay đổi. Mức nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Và chiều tối nay thành phố có thể có xuất hiện mưa dông nhiều hơn. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất giảm còn khoảng từ 26 cho đến 27 độ, trời mát. Khô ráo tăng nhiệt là trạng thái thời tiết chính chi phối Trung Bộ trong trưa và chiều nay. Cụ thể nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ trưa nay chỉ ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Oi nóng chỉ xảy ra vào một vài tiếng ban trưa. Còn từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng từ 34 đến 36 độ, cận ngưỡng nắng nóng. Còn tại khu vực Đà Nẵng thì thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng nhưng cường độ nắng không quá gay gắt với mức nhiệt trưa dao động trong khoảng từ 34 đến 36 độ. Đến chiều tối khi gió biển thổi thì nhiệt độ nhanh chóng hạ và càng về đêm, tiết trời càng dịu mát. Với nhiệt độ thấp nhất giảm còn khoảng từ 25 đến 27 độ. Độ ẩm trung bình ngày dao động chính trong khoảng từ 70 đến 85%. Còn đối với các tỉnh thành phía Nam của Tổ quốc, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết không có nhiều thay đổi so với 24 giờ trước đó. Gió mùa Tây Nam đang có xu hướng yếu đi, do vậy mà trời tạm thời gián đoạn mưa, nhiệt độ cũng nhích lên. Và trưa nay thì nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 30 đến 33 độ, và 32 đến 34 độ ở tại các tỉnh thành Nam Bộ. Đến chiều tối, mưa dông vẫn diễn ra trên khu vực kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan và nhiệt độ nhanh chóng giảm. Tại vùng cao nguyên thì tối nay nhiệt độ sẽ vào khoảng từ 21 đến 24 độ và Nam Bộ là từ 24 đến 27 độ. Trời se lạnh ở vùng cao nguyên và mát mẻ ở vùng Nam Bộ. Không nằm ngoài xu thế thời tiết đó, tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay nhiệt độ ở vào khoảng 32 đến 34 độ. Sau 15 giờ chiều, mây dông kéo đến nhiều hơn trên khu vực và có thể gây ra những trận mưa rào bất chợt, thậm chí có thể ghi nhận được lượng mưa khá lớn. Do vậy khi lưu thông, người dân nên mang theo vật dụng che mưa để tránh bị ướt và ảnh hưởng tới sức khỏe. Đến tối thì nhiệt độ sẽ giảm về ngưỡng là 26 độ, trời mát mẻ. Mưa dông tại các tỉnh Bắc Bộ được dự báo vẫn sẽ còn lặp lại trong ngày và đêm nay. Tuy nhiên, cường độ mưa sẽ tạm thời giảm bớt. Thời gian có mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và về đêm. Cục bộ vẫn có điểm có mưa vừa đến mưa to và dông. Bà con vẫn cần chú ý cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn dông như là tố lốc và gió mạnh. Khu vực vùng núi cần đề phòng sạt lở và ngập úng. Về nhiệt độ, mức nhiệt trong ngày hôm nay cũng như 1 đến 2 ngày tới tại các tỉnh thành miền Bắc nước ta không có nhiều thay đổi. Tiết trời nhiều mây ở ngưỡng mát mẻ, giữa ngày có hưởng nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ngày chủ yếu dưới ngưỡng 32 độ. Lùi xuống các tỉnh miền Trung, tuy mưa dông phổ biến vẫn ít xuất hiện nhưng cục bộ vẫn có nơi có thể xuất hiện mưa vừa tại các tỉnh Trung Trung Bộ về cuối ngày. Ban ngày trời hầu như tạnh ráo, có nắng. Thậm chí một số tỉnh thành còn duy trì nắng nóng nhưng cường độ không quá gay gắt. Nhìn chung, ngưỡng nhiệt chủ yếu tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Riêng tại khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ trưa chiều có phần thấp hơn, chỉ ở mức từ 32 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Điểm dừng chân cuối là các tỉnh thành phía Nam. Trong ngày hôm nay, mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện ở khoảng 1/2 diện tích khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó, tại các tỉnh Buôn Ma Thuột, Lâm Đồng và khu vực ven biển phía đông của miền Đông cũng như miền Tây Nam Bộ như là Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau là những tỉnh thành dự báo sẽ có mưa dông với lượng khá hơn. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội, thời tiết sẽ phổ biến trạng thái nhiều mây. Ban ngày trời chỉ có nắng gián đoạn, tiết trời có phần tạnh ráo hơn, thuận tiện cho các hoạt động giao thông và thông thương ngoài trời.
Mức nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Và chiều tối và đêm, thành phố có thể có mưa dông xuất hiện nhiều hơn, trong cơn dông để phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay giảm chỉ còn khoảng từ 26 đến 27 độ, trời mát. Cùng chung với xu thế của các tỉnh Bắc Bộ, ngày hôm nay, thành phố Cảng Hải Phòng tiếp tục có một ngày mát mẻ từ sớm. Những cơn mưa dông cũng có xu hướng xảy ra nhiều hơn vào chiều tối, đêm và sáng. Ban ngày, thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, trời hửng nắng nhẹ gián đoạn, nên mức nhiệt cao nhất trưa chiều cũng chỉ ở khoảng từ 30 đến 32 độ. Thời tiết ít thuận lợi cho việc hong phơi, chế biến thủy hải sản của bà con vùng ven biển. Đến với thành phố biển Đà Nẵng, trong ngày và đêm nay, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhưng cường độ nắng không quá gay gắt, với mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng là từ 34 đến 36 độ. Cái nắng nóng này sẽ khiến cho chúng ta cảm nhận rõ hơn bầu không khí biển mát mẻ khi về chiều. Và càng về đêm, tiết trời càng dịu mát, với nhiệt độ thấp nhất đêm nay giảm chỉ còn khoảng từ 25 đến 27 độ. Độ ẩm trung bình ngày dao động chính trong khoảng là từ 70 đến 85%. Thông tin thời tiết thành phố biển thứ hai mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong bản tin ngày hôm nay chính là thành phố biển Nha Trang. Dự báo trong 24 giờ tới, mưa có chăng chỉ xảy ra vào lúc chiều tối và đêm với lượng không nhiều. Còn từ sáng đến trưa chiều, trời phổ biến có nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất ngày dao động xung quanh ngưỡng 33 độ. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống còn ở khoảng từ 27 đến 28 độ. Cùng chung xu thế với các tỉnh Nam Bộ, ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một ngày tăng mưa hơn. Nắng xuất hiện từ sớm với ngưỡng nhiệt khoảng 26 đến 27 độ, nhưng gián đoạn trong ngày. Mức nhiệt cao nhất ngày sẽ được ghi nhận ở khoảng từ 32 đến 34 độ vào khoảng từ 14 đến 15 giờ chiều. Và sau 15 giờ chiều, mây dông kéo đến nhiều hơn trên khu vực và có thể gây ra những cơn mưa rào bất chợt, thậm chí có điểm ghi nhận được lượng mưa khá. Do vậy mà khi lưu thông, người dân nên mang theo vật dụng che mưa để tránh bị ướt và ảnh hưởng đến sức khỏe. Đến với thành phố Cần Thơ, ta sẽ bắt gặp kiểu thời tiết mát mẻ vào buổi sáng sớm, với ngưỡng nhiệt chỉ từ 25 đến 26 độ. Đến trưa chiều, mức nhiệt này tăng nhanh nhưng cũng chỉ chạm ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Trong các tháng mùa mưa, thời tiết Cần Thơ nói riêng cũng như là các tỉnh miền Tây thường có kiểu mưa nắng đan xen trong ngày. Mưa dông thường kéo đến sau khoảng từ 13 đến 14 giờ chiều. Chính điều này đã khiến cho nền nhiệt độ khu vực khó tăng lên ở ngưỡng quá cao. Tuy nhiên, kiểu thời tiết này cũng gây bất lợi cho các đơn vị nuôi tôm. Bà con nuôi tôm lưu ý là chủ động các biện pháp xử lý môi trường ao nuôi đối với diện tích bị thiệt hại và tránh để mầm bệnh lây lan ra môi trường xung quanh.